Lâu các bạn trước khi vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ sơ sơ qua về cái mức lương của thợ nèo ở nước Mỹ. Mình đang nói cái mức lương trung bình ở những thành phố lớn thì thường thường nếu mà các bạn làm chân tay nước thì mức lương trung bình khoảng từ 800 cho tới 1 ngàn. Còn nếu các bạn là biết làm dip thì 1 ngàn cho tới ngàn hai. Còn nếu các bạn làm dip giỏi thì ngàn hai cho tới ngàn rưỡi, nhiều khi ngàn 8. Đó là mức lương trung bình của... À, những thợ dip giỏi ha đó, hoặc là những thợ dip mà có khách hàng nhiều à, làm nhân gọn lẹ thì à, có thể lên được hai ngàn hai ngàn rưỡi ha tùy vào cái mức lương của à, tùy vào tay nghề của mỗi thợ ha đó thì có nhiều bạn là hay nhắn tin mình hoặc là à, hay hỏi thắc mắc về làm dip sao cho nó chắc làm dip sao cho nó nhân làm sao cho nó không có bị lồi lõm đó làm sao cho nó có khách hàng nhiều thì đó thì có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình thì mình cũng giới thiệu luôn á thì nói tóm lại là làm cái nghề này các bạn càng học hỏi nhiều các bạn càng giỏi đó, thì các bạn càng kiếm được nhiều tiền đó là một cái điều tất nhiên và nếu các bạn muốn làm giỏi đó, thì các bạn phải uh, học các bạn phải trau dồi các bạn phải làm nhiều và đặc biệt là các bạn phải có một người thầy uh, làm chuẩn uh, dẫn đường chỉ lối cho các bạn uh. À, đi theo con đường đúng đắn á, làm cách chuẩn á, thì tay nghề của bạn sẽ nhấn lên và nhiều bạn hỏi mình là học hai ngày có lột xác được không thì câu trả lời của mình là không bao giờ nha đó thì à, học dip thì mình sẽ học được những cái cách thức làm chuẩn và mình áp dụng những cái cách thức đó để mình luyện tập mình làm cách hàng ngày nữa thì tầm khoảng từ 2 cho đến 3 tháng thì tay nghề các bạn mới cải thiện cho con các bạn hy vọng mà học một hai ngày để mà lột xác thì uh, cái đó là mình nghĩ là không như các bạn có là một điều chắc chắn là không các bạn không thể nào mà lột xác được và kiến thức về deep này thì nó rất là nhiều và không phải ai cũng đủ thông minh để nhớ hết tất cả những kiến thức ha. thì mình có mở một cái rút uh, chia sẻ kinh nghiệm làm sau uh, mươi mấy năm kinh nghiệm làm deep của mình thì mình có một cái group chia sẻ kinh nghiệm thì mình sẽ làm rất là nhiều video uh, chia sẻ cái cách thức làm cách chạy máy Uh, cách, uh, mình sẽ có những đoạn video uh, về cách chạy máy tốc độ máy bao nhiêu uh, kỹ thuật làm cho mỏng dài mỏng ngắn làm ombre, fan tip design mobile rất là nhiều video và mình sẽ đồng hành với các bạn một thời gian rất là dài và mình thường sẽ úp rất là nhiều video mới vào trong group và những cái video mình úp vào trong group đó, đó là những cái video tâm huyết nên mình sẽ chia sẻ rất là kỹ Uh, từng step by step và ai cũng có thể hiểu được thì những video mình chia sẻ trên social này cũng nhiều các bạn nhưng đều video mà mình chia sẻ trong group thì nó sẽ đặc biệt hơn và nó có nhiều kiến thức hơn và khi các bạn được tham gia vào cái group rồi thì các bạn sẽ được uh, học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm những cái mèo vặt uh, những cái cách thức làm sao để mình có thể chạy khách được mà cái tay nó ra vẫn đẹp đó thì các bạn nào mà muốn uh, tài nghề mình tiến bộ hơn thì nên đầu tư ha, cái rút bit của mình là 300 đô ha. Đó thì học online. Thì các bạn nào mà muốn có một cái tài nghề tốt hơn, có một cái tương lai sáng sủa hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì nên đầu tư 300 đô ha. Còn các bạn nào mà không đầu tư cũng không sao nhá. Đó thì mình chỉ gợi ý cho các bạn vậy thôi. Thì uh, mình uh, chia sẻ ra đây để cho các bạn nào cần ha. Các bạn nào cần thì cứ uh, liên hệ mình số phone bên trên hoặc là inbox cho mình ha hoặc là comment bên dưới màn hình để đăng ký vào cái uh, group uh, học deep này ha thì toàn bộ kiến thức về deep deep làm sao cho nó chắc nó không gãy deep làm sao cho nó uh, lãng nó không có bị lôi lóm deep làm sao cho nó đều nó đẹp và đặc biệt là uh, nhân gọn nhé để mình có thể uh, biếu khách mình có thể vừa chạy khách được mà vừa à, có thể biêu khách được thì các bạn thường thấy có những thời điểm người ta làm rất là nhấn à. có những bộ điểm người ta làm 15 20 phút nhiều khi 25 phút một bộ mà người ta khách hàng rất là nhiều thì các bạn thường nghĩ là người ta có chiêu trò gì đó thì đúng là có các bạn làm nghề này á, nếu các bạn à, có những cái mèo vặt có những cái kỹ thuật tổ trợ thì các bạn làm nếu rất là nhân và nó rất là chuẩn thì mình cũng đã từng thấy có rất là nhiều thợ người ta làm một bộ tay một tiếng đồng hồ mà cái tay ra nó vẫn không có đẹp các bạn và có những người thợ người ta chỉ cần làm 15 lăm hai chục phút thôi cái tay nó ra rất là đẹp rất là chuẩn đó thì cái sự khác biệt là các bạn làm nghề này là sự khác biệt đó là có kiến thức và không có kiến thức có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm thì khi các bạn có kinh nghiệm thì các bạn sẽ làm được những bộ nail rất là nhân và rất là đẹp và để có những cái kiến thức kinh nghiệm đó thì Uh, phụ thuộc vào hai yếu tố một là các bạn phải làm nghề lâu uh, bạn làm nhiều làm lâu thì các bạn sẽ có kinh nghiệm hai các bạn mới vô nghề nhưng đều các bạn uh, học đúng nơi đúng chỗ uh, có người uh, tốt chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian thì bởi vậy mình mới nói các bạn đăng ký vào group á, thì các bạn đừng hy vọng là một hai ngày các bạn có thể lột xác nhưng đều khi các bạn tham vào giá vào cái group này á, là mình sẽ cho các bạn rất là nhiều kiến thức về dip về chạy máy về dụ xếp về làm như thế nào cho nó chuẩn thì uh, các bạn áp dụng cả kiến thức đó và các bạn luyện tập trên tay khách tầm khoảng 2-3 tháng là tay nghề của các bạn sẽ uh, rất là khác biệt đó thì mình cũng uh, làm video này thì các bạn cũng biết rồi ha mình chia sẻ rất là nhiều về nếu uh, từ cả năm này rồi đó thì mình có rất là nhiều bạn À, hay nhắn tin hay hỏi mình đó thì có mở lớp không thì mình nói luôn ha mình sẽ không có mở lớp trực tiếp mà những điều mình sẽ mở online tại vì mình thấy online này rất là tiện. Các bạn không có tốn. À, khi nếu mà các bạn đi học hai ngày thì các bạn sẽ mất hai ngày làm. À, các bạn phải sắp xếp công việc các bạn off hai ngày làm là các bạn mất một mở tiền rồi các bạn phải đóng tiền đi học nữa thôi, thôi thôi. Thay vì vậy các bạn học online đi. Thì khi các bạn học online thì các bạn sẽ rảnh giờ nào các bạn vào xem video giờ đó mà video online hay là trực tiếp gì nó y như nhau, nó không có khác. đặc biệt là trong video thì mình sẽ có tua chậm những cái đoạn quan trọng, những cái step nào quan trọng thì mình sẽ chia sẻ kỹ và mình tua chậm lại. đó, thì học online hay học trực tiếp thì nó không có khác gì nhau hết. nhưng điều bù lại học online thì uh, các bạn quên thì các bạn sẽ vào uh, coi để nhớ lại, thì các bạn sẽ không có bị ấy. còn khi mà các bạn học trực tiếp, có những cái kiến thức các bạn chắc chắn các bạn sẽ quên và rất là khó để nhớ à, thì cái video này chủ yếu là cái nail này thì mình chia sẻ sơ qua thôi đây là một cái bộ deep gắn móng à, đây là một bộ deep gắn móng nhưng đều, nếu mà mình biết cách làm và mình làm đúng kỹ thuật đó, thì một bộ deep gắn móng mình vẫn làm uh, nhân gọn và đặc biệt là cái mặt móng nó vẫn lãng nó vẫn có cái độ móng tự nhiên và uh, vẫn có cái độ chắc hết đi vẫn được 3 tuần 4 tuần bình thường và đặc biệt là giá uh, mình sẽ có cái kỹ thuật chạy máy sao cho tròn khi đi cô mình đíp làm sao cho nó sát vào cái chân ha uh, và mặt mỏng nó láng cho nó không có bị lôi lóm và đầu mỏng nó vẫn có một cái độ dài nhất định Nó xếp đều là ok ha uh, thì uh, các bạn nào mà uh, muốn ha uh, muốn trau dồi kiến thức thì các bạn nào mà không biết bắt đầu là học đíp từ đâu ha uh, các bạn nào mà mới biết học đíp các bạn nào chưa biết gì về dip hoặc các bạn làm dip còn yếu hoặc các bạn làm dip mà còn chậm hoặc các bạn không có biết uh, design đi giải trên dip uh, thì mình cứ đăng ký vào cái group của mình thì toàn bộ kiến thức của mình ha uh, về cho những người mới bắt đầu học dip những người làm dip chậm những người làm dip yếu và những người thích làm đi dài trên dip uh, thì đi trên dip nó cũng đơn giản thôi nó không có khó đâu các bạn thì mình sẽ có rất rất là nhiều video và mình update mỗi tuần uh, một tuần mình sẽ cố gắng ra vài video trong lúc nữa đó mình sẽ update vài video mới uh, cho các bạn uh, trao đổi kinh nghiệm hơn ha thì các bạn nào mà muốn uh, đăng ký thì cứ uh, inbox hoặc nhắn tin vào số điện thoại bên trên màn hình của mình ha rồi uh, chúc mọi người thành công nha bye tất cả mọi người